Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá, bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây cho vay lãi nặng. Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này do Vũ Đức Trung, 39 tuổi, trú ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cầm đầu. Hai đồng phạm giúp sức là Ngô Quang Âu, 24 tuổi, trú ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai và Nguyễn Đắc Cường, 24 tuổi, ở Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cả ba đối tượng thuê căn hộ ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để làm bình phong hoạt động cho vay lãi nặng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lên các hội nhóm trên mạng xã hội đăng bài cần cho vay hoặc dán quảng cáo cho vay ở các khu vực công cộng tập trung đông người. Khi có người hỏi vay, nhóm tiến hành thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn để các đối tượng giữ. Đối với tiền lãi, người vay trả hàng ngày, đối tượng hạn chế nhận tiền mặt mà chủ yếu chuyển qua tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, để hợp thức hóa, che giấu hành vi cho vay lãi nặng, nhóm này cho người vay viết giấy cầm cố hoặc mua trả góp các loại tài sản như xe máy, điện thoại di động. Với các trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, cắt dán hình ảnh và đưa lên mạng xã hội hoặc có thể tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép buộc phải trả tiền. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 30% trong 25 ngày và hơn 400% trên năm. Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm đã cho 300 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với tổng số tiền khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của các đối tượng trên địa bàn Đà Nẵng, cảnh sát thu giữ 230 bộ hồ sơ của người vay cùng các tang vật liên quan để phục vụ hoạt động cho vay. Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ do Hoàng Bá Dương, 25 tuổi và Hoàng Văn Thành, 26 tuổi, quê ở Nam Sách, Hải Dương cầm đầu. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 59 kg ma túy tổng hợp ketamin và ma túy đá, 25 kg ma túy nước vui cùng nhiều tang vật liên quan. Trước đó, sau hơn một tháng trinh sát, theo dõi di biến động của các đối tượng, ngày 7 tháng 3 tại khu đô thị ở Hưng Yên, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phối hợp với đơn vị bắt quả tang Hoàng Bá Dương, thu giữ 53 kg ma túy tổng hợp, hơn 3.600 gói ma túy nước vui, núp bóng dưới tên gọi trà xoài, đựng trong hộp bột tắm trắng, trọng lượng khoảng 25 kg cùng nồi lẩu, đèn sưởi, đối tượng dùng để cất giấu ma túy. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác ập vào căn nhà tại đường Tư Đình, Long Biên, Hà Nội, bắt giữ ba đối tượng Đinh Xuân Dương, 38 tuổi, Nguyễn Văn Linh, 42 tuổi và Phạm Văn Việt, 33 tuổi cùng trú tại Hải Dương, thu giữ hơn 5 kg ma túy tổng hợp và một máy dập lon, hơn 1.000 vỏ lon, đèn sưởi, bếp lẩu dùng để cất giấu ma túy cùng nhiều đồ vật. Đây là nơi các đối tượng cất giấu đóng gói ma túy. Một tổ công tác khác ập vào một căn hộ tại một khu đô thị ở Hà Nội, bắt quả tang Hoàng Văn Thành và hai đối tượng khác, thu giữ hai gói ni lông chứa tinh thể nghi là ketamin, 10 đèn sưởi dùng để cất giấu ma túy. Theo cảnh sát, thủ đoạn của các đối tượng cất giấu ma túy vào trong đèn sưởi, nồi lẩu, lon hộp sữa bột rồi thông qua dịch vụ vận chuyển để giao nhận ma túy nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Sau vụ đột kích quán bar Phương Lâm lớn nhất khu vực có nhiều nhà hàng, khách sạn ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm, cảnh sát bắt giữ 23 người. Ngày 18 tháng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết những người này bị điều tra về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Bar Phương Lâm nằm trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú, hoạt động từ năm 2006, được đầu tư dàn âm thanh ánh sáng gần 50 tỷ đồng, mở cửa xuyên đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Hàng đêm bar đều có DJ và vũ công biểu diễn, trong menu của quán có shisha và bóng cười. Theo C04, nhân viên tại quán thậm chí còn chào mời và bán ma túy công khai cho khách, điều này khiến lượng khách đến bar ngày một đông. Quán bố trí 51 bàn, mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách, có thời điểm đón 600 lượt. Nhà chức trách đã kiểm tra 19 lần, nhưng sau đó quán chỉ bị phạt hành chính. Vì vậy, C04 đánh giá có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, làm ngơ của lực lượng chức năng cấp cơ sở. Sau khi thu thập chứng cứ, C04 lập chuyên án 559D để xóa bỏ tụ điểm ma túy này.
Rạng sáng ngày 21 tháng 1, C04 chủ trì cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Hồ Chí Minh huy động 250 cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar. Lúc này quán có hơn 200 người, trong đó 25 bàn có ma túy và các vật dụng để sử dụng ma túy. Cảnh sát thu giữ 24 mẫu chất ma túy do khách trong quán dùng chưa hết, tiêu hủy xuống nền nhà, cạnh bàn, gầm ghế. Khi test nhanh, có 79 người dương tính với chất ma túy. Đến nay, bar Phương Lâm vẫn bị đình chỉ hoạt động phục vụ điều tra.